nhà, đến quay lại cả nhà hen, thì trên tay Yến là một bó hoa cưới cầm tay cô dâu với tông màu rất là ngọt ngào, đó là hồng dâu ha, hồng da. Thì để mà làm cái bó hoa này thì Yến sử dụng là khoảng 12 bông hoa hồng da đã nở như thế này ha, 3 bông cẩm tú cầu, 3 bông sen đá ha, và một nhánh linh lăng, khoảng 3 nhánh gọi là cái này gọi là lá thiên môn, và lá đệm thì Yến sử dụng thêm gọi là lá, cái này gọi là tay lừa. Ok, vậy cách làm cái bó này như thế nào ha, thì mời cả nhà xem theo dõi tiếp clip sau đây. Ok, thì bây giờ Yến sẽ bắt đầu Yến làm ha. Thì trước tiên thì Yến sẽ chuẩn bị sen đá trước. Thì đây là sen đá mà Yến đã mua. Thì Yến sẽ rửa thành đất ra nha. Nó rớt một cắm nè, để dành để chặt nha. Cây này nó già cho nên là phải cắt gốc luôn. Xin thì kỹ nha, cái hồng nó rớt là lắm á. Lá này gọi là lá bạc, còn lá tay lừa chứ cũng được 50.000 một bó.
đi với cẩm tú cầu á mà muốn đẹp á là các bạn phải lựa hoa hồng đã nở rồi nha, chứ mà mình lựa búp á là nó sẽ không có nổi ha, lên nó sẽ bị chìm.
Yến sử dụng gel vi bằng màu bạc ha.